Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ. Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, chiều 24 tháng 5, tiếp ông Karan Adani, Tổng giám đốc công ty cảng và đặc khu kinh tế thuộc tập đoàn Adani, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hiện tại, Việt Nam tập trung vào ba đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Do đó, Việt Nam quan nghênh các đối tác, trong đó có Ấn Độ quan tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược tại Việt Nam bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Karan Adani cho biết, Adani là tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ đang hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, vận tải, lời dích tích, năng lượng, công nghệ số tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thu hút khách du lịch, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi ảnh rực rỡ thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài. Cuộc thi ảnh rực rỡ thành phố Hồ Chí Minh nhằm mở rộng phạm vi truyền thông, quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến du khách. Tác phẩm dự thi phải thể hiện được góc nhìn riêng của tác giả đối với thành phố. Hồ Chí Minh, vẻ đẹp về cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc xưa và nay, hoặc nhịp sống của Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh với những góc hình đẹp, ấn tượng tạo nên nét đặc trưng, khác biệt so với những điểm đến du lịch khác. Đó là sự đa dạng văn hóa con người, ẩm thực, sự kiện lễ hội. Chỉ có tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thông qua thông điệp, cởi mở trẻ trung sống động hứng khởi hướng về tương lai. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ xây dựng xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng gói 120.000 tỷ đồng làm cơ sở để các địa phương xác định công bố các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ bảo đảm công khai minh bạch đúng quy định phó thủ tướng trần hồng hà giao bộ xây dựng chủ trì xác định danh mục dự án đối tượng điều kiện tiêu chí được thụ hưởng đồng thời làm cơ sở để các địa phương xác định công bố các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, xem xét nới lỏng các điều kiện cho vay mà không đánh đồng chính sách với các dự án có rủi ro ban hành trong tháng 4. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Chuyển sang phần tin thế giới, Quốc hội Israel ngày 24 tháng 5 đã thông qua ngân sách quốc gia cho tài khóa 2023 đến 2024. Ngân sách được thông qua trong phiên bỏ phiếu cuối cùng tại Quốc hội và diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này vẫn đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tháng phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Liên minh Tôn giáo dân tộc chủ nghĩa. Thông cáo của chính phủ Israel cho biết với 64 phiếu thuận và 56 phiếu chống gói chi tiêu khoảng 131 tỷ đô la Mỹ cho năm 2023 và 139 tỷ đô la Mỹ cho năm 2024 đã được phê chuẩn. Để ngân sách được thông qua trước hạn chót, Thủ tướng Băng Gia Mạnh -Yahoo đã phải nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận với các đối tác siêu chính thống và cực hữu trong liên minh cầm quyền. Thưa quý vị, trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 4, người dân Campuchia đã đón Tết cổ truyền năm 2023 trong không khí trang nghiêm với các nghi thức diễn ra trong khuôn viên những ngôi chùa và các hoạt động vui chơi, giải trí tưng bừng, náo nhiệt. Với người dân Campuchia, Tết cổ truyền Chô Lời Chơi Năm Thơ May là sự kiện lễ hội lớn nhất trong năm. Trong tâm thức người dân sở tại, chùa được xem là trung tâm văn hóa, do vậy họ thường lên chùa để thực hiện hầu hết mọi nghi lễ trong các lễ hội truyền thống. Trong ngày đầu tiên của Tết cổ truyền, còn gọi là ngày Sangran, người dân Campuchia mang vật thực lên chùa để thực hiện một số nghi thức và nghe thuyết pháp. Sang ngày thứ hai, gọi là ngày Na Bóp, họ dâng quà lên người thân, bố thí cho người nghèo rồi cùng nhau lên chùa. Trong ngày cuối của Tết cổ truyền gọi là ngày mãn hội, các tín đồ Phật tử Campuchia tiếp tục lên chùa, thực hiện các nghi thức như hai ngày trước đó. Lạm phát của Anh trong tháng 4 đã giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, xuống còn 8,7%. Đây là thông báo mới được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, Anh công bố ngày 24 tháng 5. Theo Anh, lạm phát của Anh trong tháng 4 đã giảm mạnh so với mức 17,1% trong tháng 3. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ này giảm xuống dưới mức 10% kể từ tháng 8 năm 2022, nhờ giá năng lượng đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Dù giảm nhưng tỷ lệ lạm phát ở Anh vẫn cao hơn mức dự đoán 8,4% được ngân hàng trung ương nước này, bè đưa ra trước đó. Không chỉ vậy, Anh hiện vẫn là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. thưa quý vị có lẽ trong các điểm du lịch an giang rừng tràm trà sư là một trong những địa danh nổi tiếng nhất không chỉ thu hút cánh cuồng chân tìm vị chết in khám phá khu rừng ngập mặn xinh đẹp này cũng đã từng lên nhiều mặt báo nổi tiếng bởi cảnh sát có một không hai đến rừng tràm trà sư một hoạt động không thể bỏ qua là đi tắt ráng xuyên qua cánh rừng tràm ngập nước lướt trên bào tai tượng xanh ngát và ngắm nhìn đàn cò bay trong ráng chiều vào sáng sớm chúng ta có thể đón bình minh trên đầu ngọn tràm cực ấn tượng Ngoài ra, có rất nhiều tay máy cùng mẫu ảnh đến đây để chết in trên chiếc cầu tre so điếp, chạy trong cánh rừng. Khung cảnh ma mị mà cũng rất êm đềm nơi đây là cảm hứng cho nhiều bạn photo đó nha. Bên cạnh đi tắt ráng và cầu tre, thành phố chim bồ câu và nhà nghỉ trống mái cũng là những điểm sống ảo không nên bỏ qua khi đến thăm đường tràm. Thưa quý vị, ngôi làng y toàn của thị sĩ thực sự đẹp như một giấc mơ. Chỉ cần lướt nhìn qua những bức ảnh chụp nơi này cũng khiến tất cả mọi người đều muốn đặt vé đến ngay để tận mắt chiêm ngưỡng thiên nhiên và quang cảnh thơ mộng tại y toàn. Ngôi làng đầy sức hút này đã được đưa vào danh sách những địa điểm di sản thị sĩ cần được trân trọng và giữ gìn. Tại đây du khách sẽ được ngắm nhìn làn nước trong xanh mát lành của hồ Riêng, những đỉnh núi cao vườn lên sừng sững, cùng những vườn tược và các cánh rừng Sức hấp dẫn lớn nhất của Excel toàn là không gian thiên nhiên khoáng đạt giúp bạn có thể thực sự quản gánh lo đi và vui sống. Ở đây bạn sẽ chẳng thể tìm được những con đường đông đúc, những tòa nhà cao tầng ấp kính hay lối sống hối hả bận rộn của các đô thị, chỉ có bầu không khí trong lành và thanh bình đến mê hoặc của đồng quê thị sĩ đẹp như tranh vẽ. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.